Xin kính chào quý quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng như em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 21 tháng 3 năm 2020, thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến rất nhiều những cái mặt hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn có mặt hàng hiện tại bên em đang có. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một số những chế phẩm dành cho hoa lan. Chế phẩm dành cho hoa lan thì bên em có duy xanh, kích kỳ duy xanh với giá là 60.000 cho một ống. Kích kỳ duy đỏ với giá là 70.000 cho một ống. Hùng Nguyễn với giá là 25.000 cho một lọ và 50.000 cho một cặp. Và keo liền da Mỹ Tiến với giá là 30.000 cho một lọ. Siêu da rễ N3M với giá là cũng 30.000 cho một lọ. Và ngoài ra thì em có vỏ thông với giá là 20.000 cho 1kg. Và đặc biệt là có sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% chiết xuất từ tự nhiên, không có lẫn chất bảo quản cũng như là không có lẫn tạp chất. Một lọ như vậy có thể tích là 10ml và em bán với giá là 40.000 cho một lọ. Đây là cái sản phẩm của địa phương nên là cái giá của chú anh chị không phải mua qua trung gian nên nó rất là rẻ. Và cái hàng thì đảm bảo về chất lượng nhé, có dạng treo và dạng lăn ạ. Dạng treo của chú anh chị có thể treo trong phòng khách hoặc là phòng ngủ, trên xe có tác dụng diệt khuẩn và làm sạch không khí, ngoài ra thì có tác dụng diệt khuẩn rất là tốt luôn. Còn dạng lăn thì mình có thể sử dụng trong những trường hợp là đau đầu, đau cơ, lăn xoa bóp ạ, trong sẽ giảm đau rất là nhanh. Ngoài ra thì nó có những cái tác dụng dược liệu rất là tốt. Rồi tiếp theo sang bên này thì em có rất nhiều những cái mặt hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị này. Trước tiên là dòng hoàng thảo u lồi đấy ạ, hoàng thảo u lồi đến cô chú anh chị này. Dòng lan được liệt vào top một trong những 7 loại mặt hoa đẹp nhất trong các dòng lan. Dòng hoàng thảo u lồi này cô chú anh chị nhìn này, rất là giống với cả hoa của nó, rất là giống với trúc Phật Bà. Tuy nhiên thì nếu như nói về độ to cũng như cái khuôn bông thì em thấy là nó rực rỡ hơn trúc Phật Bà rất là nhiều luôn. Về cái độ đẹp thì em thấy là nó hơn hẳn cả trúc Phật Bà luôn ạ. Hoa nở đúng vào dịp Tết đấy cô chú anh chị nhá. Thời điểm hiện tại thì cô chú anh chị có thể nhìn thấy là còn có một số bông hoa sót lại, một số nụ sót lại do nở muộn thôi. Hàng thì đang hiện tại đang lên mầm như vậy, cô chú anh chị lấy về để làm giống nhá. Cái hoàng thảo u lồi này thì em xin phép được bán với giá là 230.000 cho 1kg hoàng thảo u lồi. Tiếp theo bên này là dòng hoàng thảo kèn rừng này. Hoàng thảo kèn rừng hiện tại thì đang chi chít là nụ như vậy này cô chú anh chị này. Mầm gốc thì cũng đang bắt đầu lên. Và dòng kèn này thì dòng hoàng thảo kèn rừng này thì em xin phép được bán với giá là 800.000 cho 1kg ạ. Rồi đây là bạch ngọc đuôi công này, đây là một cái loại địa lan được coi là dòng địa lan đẹp nhất trong các dòng địa lan đấy ạ. Bạch ngọc đuôi công nhé cô chú anh chị nhé, hoa nở đúng dịp Tết và hương thơm, bền, bông hoa cực to, màu sắc đẹp ạ. Bạch ngọc đuôi công em bán với giá là 300.000 cho 1kg và hàng hôm nay thì em cũng đây vừa về này, tươi roi rói luôn, có những cái rễ vừa phải như vậy thôi cô chú anh chị nhé, không có rễ lớn ạ, rất là đẹp cây, xanh mướt như vậy. Và bên này là hoàng lạp này, cái lô hoàng lạp về cũng rất là đẹp ạ. Đó. Giả hành to mướt đẹp như vậy với giá chỉ 130.000 cho 1kg thôi cô chú anh chị nhé. 130.000 cho 1kg cho lô hoàng lạp quá tuyệt vời như thế này. Và bên này là kiều vàng nhé cô chú anh chị nhé. Kiều vàng ạ. Đó cô chú anh chị nhìn cho em. Lô kiều vàng hiện tại thì thời điểm hiện tại là đang bắt đầu là sưng những cái mắt nụ ra rồi. Và kiều vàng hôm nay thì đa số là dài đẹp nhé. Đa số là dài đẹp. Dài khoảng tầm 5-60 cm cơ. Và với những cây dài như vậy thì chắc chắn vòi hoa sẽ rất là dài luôn. Thì ở đây cũng chỉ có một ít hàng ngắn thôi. Em bán với giá kiều vàng này với giá là 180.000 cho 1kg. Và bên này đây thì đây là cái lô hoàng giáng hương cẩm báo nhé cô chú anh chị nhé. Giáng hương cẩm báo ạ, hiện tại hàng đang nụ như vậy. Dòng cẩm báo này thì không chỉ có hoa đã rất là thơm tuyệt vời rồi mà thơm từ những cái thân lá rồi cô chú anh chị này. Ở gần như vậy thì đã cảm thấy là cái thân nó đã thoang thoảng cái mùi hương thơm rồi. Dòng cẩm báo hàng đang nụ như vậy và dân thì cũng giữ được cái lá khá là tốt nhé cô chú anh chị nhé. Đó. Nói chung là hàng này thì rất là khó vận chuyển từ rừng về luôn ấy. Cái lá của nó rất là giòn cô chú anh chị ạ. Thế mà dân giữ được như thế này thì quá là tuyệt vời rồi ạ. Giáng hương cẩm báo này thì em bán với giá là 180.000 cho 1kg. Nói chung là rất là ít lô có được cái cây lá đẹp như vậy nhé.
Và bên này là hoàng thảo nghệ tâm này, cô chú anh chị này. Nhỏ nhỏ, rối rối như vậy thôi nhưng mà nhìn cực rất là có võ luôn này. Hàng hiện tại là đang có nụ xinh xinh đấy ạ, cô chú anh chị nhìn này. Đó, bông hoa to và sắc tím trắng, ba màu sắc trên một bông hoa rất là đẹp nhá. Hoàng thảo nghệ tâm hàng đang nụ chuẩn bị lên mầm gốc rất là xinh luôn. Đó, cô chú anh chị nhanh tay sưu tầm này để ngắm cái mặt hoa rất là xinh xắn của hoàng thảo nghệ tâm ạ. Em bán một bó như vậy chỉ với giá là 50.000 thôi này cô chú anh chị này. Một bó nghệ tâm như vậy thoải mái cô chú anh chị được một giò xinh. 50.000 cho một bó nghệ tâm nhá. Hàng hôm nay về rất là đẹp luôn đấy, nghệ tâm này này. Và bên này là cái dòng long tu đá hoa tím ạ. Cái bông hoa sắc tím rất là xinh như vậy. Em bán với giá hiện tại đang lên mầm gốc chi chít luôn này cô chú anh chị này. 180.000 cho 1kg long tu đá hoa tím. Và bên này là dòng lan hoàng thảo lụa vàng. Một trong những dòng lan mà coi là mặt hoa đẹp nhá, bền, rất là đẹp luôn, hoa sai ạ. Và dòng hàng này thì cũng được nhiều người, không phải chỉ trong nước mà kể cả những người ở bên ngoài, nước ngoài người ta cũng muốn, rất là muốn sưu tầm cho mình những cái giò lan lụa vàng như vậy này. Với giá 220.000 cho 1kg hoàng thảo lụa vàng. Và bên này đây là hoàng thảo vôi bắc ạ. Dòng vôi bắc thì hoa rất là tím luôn này cô chú anh chị này. Đây là một cái bông mà đã đang nở này. Đó, hoa tím nhá, rất là tím đậm luôn ấy. Hoàng thảo vôi bắc hiện tại đang lên mầm gốc như vậy. Em bán với giá là 220.000 cho 1kg vôi bắc. Hoa thơm và sắc tím đẹp. Đó, dòng đặc điểm vôi bắc ạ. Và bên này là dòng dáng hương đuôi sóc này, hiện tại đang bắt đầu có nụ như vậy rồi nhá. Lô hàng về cây khá là to đẹp đấy. Những cây này thì có cây thì đã có nụ và có cây thì chưa nhú nụ đâu ạ. Và cái dòng dáng hương đuôi sóc này, đó, cây thì cái vùng mà lâu rồi không có mưa nên là cân thân nó cũng tốt nhá. Với giá em bán là 140.000 cho 1kg. Và bên này là vảy rồng của vùng Cao Bằng này. Vảy rồng vùng Cao Bằng cũng chuẩn bị có nụ rồi. Em bán với giá là 110.000 cho 1kg thôi. Và những cái rễ vừa vừa xinh xinh như vậy nhá, quý chị nhá. Cũng có một cái rễ khá là lớn này. Rễ này chắc phải hơn 1kg, 1kg, 2kg gì đó. Còn bên này đây là hoàng thảo ý ngọc ạ. Lên mầm gốc rất là xinh luôn. Nụ thì sai chi chít luôn này cô chú anh chị này. Đó, nụ sai chi chít luôn như vậy đấy. Ý ngọc, hoàng thảo ý ngọc với giá là 200.000 cho 1kg nhé. Và bên này là ngọc thạch 3 màu. Ngọc thạch 3 màu thì em thấy là hiện tại cũng có một số cây là đang chi chít là nụ. Đó, nhưng mà một số, đa số là vẫn còn chưa có nụ đâu. Thấy cái dòng ngọc thạch 3 màu này này đây ạ. Như cái này thì đang chi chít là nụ luôn này. Đây ạ. Còn đa số thì cái này là chưa sưng nụ, cũng đang chuẩn bị lên mầm gốc rồi. Ngọc thạch 180.000 cho 1kg nhé. Hàng ngọc thạch bắc ạ, rất là đẹp. Long tu đá hoa trắng này, hàng này cũng chắc vừa mà qua mùa hoa xong đang lên mầm gốc như vậy. Với giá 130.000 cho 1kg long tu đá hoa trắng. Còn bên này là đùi gà vùng Tây Bắc này cô chú ý chị này. Đùi gà Tây Bắc nhé. Dòng hoa mà có mắt nhung đen đấy ạ, xinh lắm cô chú anh chị này. Hàng hiện tại đang hoa và đang nụ, tuy nhiên thì đang vừa qua mùa hoa rồi đấy, chỉ còn có một số bông sót lại thôi. Đây là đùi gà Tây Bắc nhá, em bán với giá là 200.000 cho 1kg. Và bên này là em có đùi gà của vùng Cao Bằng, rất là mướt luôn cô chú anh chị này. Đùi gà của vùng Cao Bằng thì hiện tại là còn khá là nhiều nụ để cô chú anh chị có thể chơi đấy ạ. Đó, thân thì dẹt dẹt như vậy thôi nhưng mà ra hoa là mặt hoa đùi gà tròn. Đây cô chú anh chị cùng ngắm cho em một cái bông hoa đang nở sớm hơn này. Đó, đây là cái mặt hoa của một trong những cái mặt hoa của đùi gà vùng Cao Bằng nhá. Đùi gà tròn Cao Bằng bông hoa rất là to luôn đấy cô chú anh chị này. Cái này thì còn chưa nở đâu, đang hé hé thôi ạ. Sắc tím rất là đậm như cái bông hoa này. À, đùi gà vùng Cao Bằng với giá là 220.000 cho 1kg. Cô chú anh chị muốn lấy gà Cao Bằng hay là gà Tây Bắc thì cứ báo rõ cho em để em đóng hàng cho cô chú anh chị nhé. Còn bên này đây là hạc vĩ Lào, hạc vĩ Bắc Lào ạ, vùng Bắc Lào ạ. Cô chú anh chị nhìn là ít có cái lô hạc vĩ Lào nào mà nó lại đẹp như vậy. Cái dòng hạc vĩ Lào này thì dòng Bắc Lào này thì so với cái hạc vĩ Bắc thì em thấy là nó phải ngang tầm và thậm chí còn đẹp hơn nữa. Cái lô hàng này này mới rất là đẹp. Thân to nhé, không phải là nhỏ riu riu nhờ những cái lô hàng trước đây em lấy về đâu. Và hàng hiện tại thì em thấy là nó vẫn chưa có hoa đâu đấy. Còn rất là nhiều thân tơ chưa hoa, chắc là về cô chú anh chị sẽ được ngắm hoa trong mùa này. Em bán hạc vĩ này với giá là 170.000 cho 1kg. Và bên này đây là trầm tím rừng Myanmar. Hàng này hàng tuyển chọn nhé. Đây, tuyển chọn, cái tỷ lệ gãy dập rất là ít luôn đấy ạ.
Đó, tỷ lệ gãy dập rất là ít như thế này. Nói chung là hàng rừng thì nói là 100% không có tí nào sứt sẹo thì không có đâu. Cũng sẽ có một số thân nó có thể bị sứt cái đầu ngọn một xíu như vậy, nhưng mà mình vẫn chơi hoa bình thường ạ. À, trầm tím rừng Myanmar, hàng cây lớn như vậy này em bán với giá là 800.000 cho 1 kg trầm. Còn đây là dòng trầm chip này, cho cô chú anh chị nào muốn lấy một lượng khối lượng nhỏ thôi nhưng mà lại được rất là nhiều mầm đây. Hiện tại cũng đang bắt đầu lên mầm con rồi đấy này cô chú anh chị này. Thân này già này mà vẫn lên mầm con này cô chú anh chị này. Trầm chip em cũng bán với giá là 800.000 cho 1 kg. Cô chú anh chị lấy loại nào thì cứ báo rõ để em có thể đóng hàng cho cô chú anh chị. Còn bên này đây thì em có cái dòng lan hài vệ nữ hay còn gọi là tiên hài với giá là 80.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. 80.000 cho 1 kg dòng hài vệ nữ này đây ạ. Và đặc biệt là hôm nay thì em có một cái lô sơn thủy tiên họng đen đây cô chú anh chị nhé. Họng đen đấy ạ, dòng sơn thủy tiên được coi là dòng đột biến. Bình thường thì họng của sơn thủy tiên bình thường thì nó cũng chỉ là màu vàng đậm hơn một xíu so với cánh thôi. Nhưng mà cái dòng này thì sẽ là họng nâu đậm nhé. Đen hoặc là họng nâu đậm nhé cô chú anh chị nhé. Và cái hàng này thì hiện tại là nó đang có nụ như vậy thôi này cô chú anh chị này. Nhưng mà cái hàng này thì là sẽ là bao chuẩn, bởi vì cái hàng này là đã được trồng ở vườn Việt Nam mình ấy 1 năm rồi, tức là năm ngoái là đã về đã sổ hoa rồi nhé cô chú anh chị nhé. Vì là nó nhiều hoa quá nên là không bán hết, chính vì vậy mà bên em đã cho vào vườn. Và năm nay thời điểm hiện tại như vậy thì nó đang ra nụ như thế này nên là bên em đã lấy và mang bán. Và cái hàng này là hàng sơn thủy tiên họng đen hoặc là họng nâu đậm. Đó, thì cái nói chung là cái hàng này thì năm ngoái cô chú anh chị mua thì biết rồi, cân 600-700 nghìn. Thì hàng hôm nay thì nói chung là đây cô chú anh chị nhìn cho em nhé, nó cũng khó. Mình trồng ở tại vườn mình nên là cũng không được chăm chút kỹ, thì cũng không có nhiều cái thân lá cho lắm. Chính vì vậy mà cái lô hàng này cô chú anh chị nhìn cho em, nó tình trạng cây là như vậy nhá, cũng có khá là nhiều cái những cái giả hành nó già như thế này này cô chú anh chị này. Đó, thì cô chú anh chị khi mà đặt hàng thì cũng lưu ý giúp em. Đó, cũng khá là nhiều thân không có lá như vậy nhá. Và dòng sơn thủy tiên họng đen như vậy thì hàng hôm nay bán để cô chú anh chị sưu tầm với giá là 360.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhá. 360.000 cho 1 kg sơn thủy tiên họng đen. Cái hàng này chắc là lô sau về, nếu như mà hàng nhập thẳng từ bên kia về á, biết mặt hoa thì chắc chắn là giá nó phải lên đến tầm 700-800 nghìn cô chú anh chị. Khi mà lấy thì cứ cân nhắc kỹ cho em. Hiện tại thì một số cây là đang có rề, là đang có nụ nhá. Số rề thì em thấy là vẫn chưa. Đó, thì em cũng nói rất là rõ như vậy. Đây, 360.000 cho 1 kg. Rồi tiếp theo sang bên này là hôm nay em lại cập bến về một cái lô phi điệp tím. Phi điệp tím hàng bảng và hàng gieo hạt hiện tại đang lên mầm rất là nhiều luôn. Và hàng này thì khẳng định với cô chú anh chị là chuẩn mặt hoa phi điệp tím luôn. Và đây là một cái bông hoa bói đấy ạ. Bông hoa đang rất là to đùng, chuẩn phi điệp tím luôn như vậy nhá cô chú anh chị nhá. Đây là bông hoa bói thôi, nó cũng sẽ chưa chuẩn được cái mặt hoa. Và hiện tại như cái thân này hiện tại thì vẫn đang tiếp tục đang bắt đầu là nứt mắt nụ này cô chú anh chị này. Đó, hàng hiện tại là đang bắt đầu xuống lá để chuẩn bị chờ hoa nhé cô chú anh chị nhé. Đang xuống lá chờ hoa và cũng đang lên mầm gốc như vậy. Và một cái bảng phi điệp tím này nó sẽ có hai thân, có ít nhất là hai thân ngắn dài và cũng đang lên mầm gốc như thế này. Thì em bán với giá là 110.000 cho một bảng nhé cô chú anh chị nhé. 110.000 cho một cái bảng, một bảng phi điệp tím như vậy. Đó, bảng sẽ có ít nhất là hai thân và cũng đang lên mầm. Chỉ có 110.000 thôi. Và cô chú anh chị có thể sở hữu cho mình những cái mặt hoa phi điệp rất là độc đáo ạ. Và bên này thì em có những cái chậu kiếm thái hoa vàng đây ạ. Những cái chậu kiếm thái hoa vàng này thì mình chơi thân lá không cũng rất là xinh rồi đúng không ạ. Thì những cái chậu kiếm thái hoa vàng như vậy, một chậu có 2 tép bán với giá 120.000. Và bên này thì em còn có một số chậu đen vũ nữ cá mập nhé cô chú anh chị nhé. Chậu vũ nữ cá mập thì hàng thời điểm hiện tại này thì nó đang có hoa rồi. Hàng này hiện tại là đang hoa rồi nhé cô chú anh chị nhé. Thế nên là hàng này thì em sẽ bán để lại với cái giá là rẻ cho cô chú anh chị đấy ạ. Còn duy nhất một chậu này đang nụ thôi, nhưng mà cũng chỉ có 2 vòi hoa thôi nhé.
Đó, có đang có hoa như thế này và đang hai vòi hoa như thế này, thì những cái chậu này thôi em sẽ để lại với giá là 90.000 cho một chậu nhé cô chú anh chị nhé. Bình thường là 101 ạ, thì hàng này 90.000 cho cô chú anh chị về ngắm hoa, nói chung là hoa bền hơn một tháng luôn. Còn bên này thì em còn có một số những cái giò này là cái cát lai a, hay là chính là dòng cát một lá đấy ạ. Dòng này thì hàng hiện tại là không còn có mèo nụ rồi đấy, nên là em sẽ bán để cô chú anh chị về chăm với hàng giống và đợi mầm mới mình kích hoa để ngắm nhé cô chú anh chị nhé. Và những cái chậu như vậy thì em bán với giá là hàng không có hoa, em bán với giá là 120.000, 120.000 cho một cái chậu như vậy này. Cái dòng lan cát lai a, một giò rất là nhiều giả hành cát một lá như vậy, chỉ 120.000 thôi. Rồi tiếp theo bên này là những cái chậu di linh xuân lai với chậm rồng đỏ ạ. Sổ ra những cái mặt hoa, nhiều cái mặt hoa rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Đấy, hiện tại thì em đang thấy là một cái cây này đang he hé nụ, không biết là sổ sẽ sổ cái mặt bông như thế nào. Nói chung là hai cái dòng hàng này thì nó là cái dòng di linh xuân và chậm rồng đỏ, cả hai cây thì đều là dòng hoa rất là đẹp, nở đúng vào dịp Tết luôn. Đó. Nên là hứa hẹn là em thấy là đã có vài bông sổ và bông nào cũng rất là đẹp, như cái bông này cũng rất là tím đậm luôn đấy ạ. Mỗi một giò di linh xuân lai dầm trầm rồng đỏ ít nhất là có 3 thân như thế này, thì em sẽ để lại với giá là 250.000 cho một giò nhé. Và bên này là giả hạc mento này, một giò đang xuống lá chờ hoa ít nhất là có 3 thân, em bán một giò như vậy với giá là 240.000 đó. Và hàng này là hàng ươm ki nên chắc chắn là sẽ rất là chuẩn với mặt hoa của cây bố mẹ nhé. Và bên này là những cái chậu hoàng phi hạc ạ. Hoa nở phải nói cực kỳ là bền luôn. Đây cái bông hoa này hơn một tuần luôn rồi cô chú anh chị này, mà còn căng mướt đẹp như thế này. Hoàng phi hạc một giò thuần như vậy em bán với giá là 200.000. Dáng hương đuôi cáo hàng thuần cũng với giá một chậu 3 thân với giá cũng 200.000. Đó, 200.000 thực sự cái giá 180.000 thôi, bằng cái giá xỉ luôn đấy cô chú anh chị này. Rồi bên này đây là em còn có một số những cái giò đen rô xuân nhé cô chú anh chị nhé. Những cái giò đen rô xuân, cái mặt hoa phải nói là cái giò, những cái cốc đen rô xuân này thì hàng hiện tại là đang nụ này cô chú anh chị này. Đang có nụ này, đang nụ và đang mầm gốc lên chi chít, đang mầm gốc luôn nhé cô chú anh chị nhé. Đây, đang bắt đầu lên những cái mầm gốc chi chít luôn. Hàng này về mình ngắm hoa xong rồi thì mình có thể để đến chơi Tết, chơi Tết này hoặc là xuân sang năm nhé. Và hàng này thì nói chung là cũng sẽ là sổ ra những cái mặt hoa, có thể là đây ra cái mặt hoa trắng tím vàng rất là xinh như thế này, hoặc là có thể là sẽ ra những cái màu tím nó đậm hơn cô chú anh chị nhé. Cái lô này thì lô sổ hoa này thì em cũng bán hết rồi ạ. Và cái nhà vườn thì cũng khẳng định rằng cái lô này như vậy thì sẽ có thể sẽ ra những cái mặt bông như thế này, hoặc là ra mặt bông rất là tím đậm. Và một cốc như vậy cô chú anh chị có thể nhìn thấy là ít nhất là có 2 thân hoa, ít nhất có 2 thân đang nụ hoa như thế này, thì em chỉ bán với giá là 150.000 thôi cô chú anh chị nhé. 150.000 cho một giò đen rô xuân phải nói đẹp tuyệt vời như này. Và hàng này thì cái thời điểm mà trước Tết thì chắc chắn là không rơi dưới 250.000 đâu, là thậm chí là không có hàng bán luôn ấy, không có hàng bán luôn. Và bây giờ thì em vẫn thấy là nhiều nơi người ta vẫn bán trên 200.000 cho một giò. Đó, còn em còn một ít giò thôi cô chú anh chị nhanh tay sưu tầm cho mình nhé. Hàng đang nụ rất là xinh luôn này. Và bên này là em có cái lô thiên nga đen quá là mướt luôn này cô chú anh chị này. Lô thiên, một cái lô thiên nga quá là mướt, thân to đùng luôn. Hàng cây 53, 52, 53 hết rồi đấy ạ. Đó, 52, 53 hết rồi, giả hành rất là to như thế này đó cô chú anh chị nhá. Đấy, cô chú anh chị nhìn cho em. Và đây là cái hàng thuần ở trong nước. Hàng thuần trong nước và bắn rễ rất là khỏe nữa cô chú anh chị, về là sang chậu yên tâm cực kỳ luôn để chờ hoa Tết hoa xuân này nhá. Giả hành rất là mập khỏe, nụ đẹp như thế này. Và cái dòng thiên nga này thì hoa của nó độ bền là trên một tháng. Cái bông hoa dày, cánh dày và cái sắc sắc rất là đẹp luôn. Thì cái những cái chậu thiên nga này thì em có màu nâu, đốm nâu này, nâu đốm này, màu xanh này và màu nâu nhá. Có 3 màu sắc để cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình. Và cái màu này thì em chỉ bán đồng giá những chậu thiên nga đẹp như thế này, chỉ với đồng giá là 150.000 cho một chậu thôi. Đó, 150.000 cho một chậu thiên nga đẹp rực rỡ như vậy. Và bên này thì em còn có những cái chậu thiên nga đen này. Thiên nga đen nhá, dòng màu hoa đẹp nhất trong cái dòng thiên nga đấy ạ. Với giá, đây cây nó thì không có được đẹp như cây bên này đâu cô chú anh chị nhìn này.
nó kém hơn nhá, kể cả giả hành cũng nhỏ hơn. Nhưng mà dòng thiên nga đen này thì em bán với giá là 250.000, bởi vì dòng thiên nga này là một cái dòng thiên nga đen, là một trong những dòng hàng rất là quý luôn. Và bên này là dòng lan thiên nga đỏ lá biên, hay còn gọi là lá phát tài. Thiên nga đỏ lá biên lá phát tài nhé cô chú anh chị nhé. Đây ạ, à đây, thiên nga đỏ lá biên lá phát tài đấy ạ. Cây nó cũng không có lớn lắm nhưng mà cái giá nó cũng nhỉnh hơn cây bên kia, đó là thiên nga đỏ lá biên này. Em bán với giá là 200.000 cho một chậu. Và riêng dòng thiên nga đen hay là thiên nga đỏ lá biên này, khi mà sổ hoa thì giá của nó không rơi dưới 400-500.000 cho một giò đâu ạ. Và ở đây thì em có những cái chậu sơn thủy tiên nhá, những chậu sơn thủy tiên như vậy em bán với giá là 220.000 cho một giò. Và bên này đây là những cái cây hoàng nhạn tháng 8 này. Hoàng nhạn tháng 8 nhé cô chú anh chị nhé. Hoàng nhạn tháng 8 và đây là hoàng nhạn dòng Thái ạ. Những cây hoàng nhạn tháng 8 lá xếp là ngắn rất là xinh như thế này. Đó, những cây xếp xinh như thế này em bán với giá là 120.000 cho một cây nhé cô chú anh chị nhé. Dòng hoa đệ nhất hương, thơm nhất trong tất cả cái dòng hoa luôn. Chỉ cần một hai bông hoa nở thôi là cực kỳ là thơm rồi, dòng hoàng nhạn này này. Em còn bên này là những cái chậu trâu, chậu nhựa dòng lá mít ạ. Lá xếp lá mít rất là xinh, bản lá dày nhé cô chú anh chị nhé. Đó, một chậu trâu này thì năm ngoái cũng đã cho những cái vòi hoa rất là căng và đẹp rồi. Và ít nhất là có 3 cặp lá như vậy này. Có 3 cặp lá nhé cô chú anh chị nhé. Hàng này em bán với giá là 130.000 cho một chậu thôi. Đó, 130.000 cho một chậu trâu rất là đẹp và xinh như thế này. Hàng này thì có thể sổ ra những cái mặt hoa như là màu trắng này, hồng cánh sen hoặc là màu bò sữa. Đây là cái mặt hoa sổ số. Còn bên này là những cái chậu đai trâu hồng sắc pháo nhé. Là một trong những cái mặt hoa được coi là đẹp nhất trong các cái dòng hoa, mặt hoa của dòng đai châu đấy ạ. Đây cô chú anh chị này, một cây như vậy thì năm ngoái rất là to luôn. Năm ngoái đã cho ít nhất là hai cái vòi hoa rồi đấy cô chú anh chị. Bản lá xếp lá ngắn đẹp như vậy, em bán với giá là 350.000 cho một chậu nhá. 350.000 cho một chậu như thế này. Đó, đẹp, rất là đẹp luôn. Cây to, hàng chậu gỗ xinh như thế này. Và bên này thì em còn có những cái cây hồ điệp lá biên, hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài, rất là đẹp luôn đấy ạ. Bản lá tròn xoe nhé cô chú anh chị. Cây 2-3 cặp lá như thế này. Đó, bản lá này thì nó cũng phải rơi vào tầm 5 sen rồi. Đó, thì cô chú anh chị tưởng biết là cái cây này nó đã khá là lớn rồi đấy ạ. Và những cái châu những cái cây hồ điệp lá biên lá phát tài như thế này, đẹp như thế này, em bán với giá chỉ 85.000 cho một chậu thôi. Hàng này mình chơi thân lá không đã đẹp rồi chứ còn chưa nói đến ngắm hoa nhé cô chú anh chị. Rất là xinh luôn đấy ạ. Rồi tiếp theo bên này thì em có hai cái phần hài Helen. Hai phần hài Helen đấy ạ, mỗi một phần rất là nhiều, thoải mái cô chú anh chị ghép luôn ạ. Mỗi một phần hài Helen như thế này em bán với giá là 50.000 cho một phần. Đó, 50.000 cho một phần. Thoải mái cô chú anh chị trồng mỏi tay luôn nhá. Và bên này thì em có ba hai phần hài Hằng. Phần này em gọi là phần số 1 này. Có hai cây như vậy, nó cây này thì đây, cây nói chung là có lỗi lá một xíu. Cây này là cây thậm chí cây mẹ con luôn ấy. Hai cái cây hài hàng này đủ của chú anh chị làm một giò rất là đẹp luôn nhá. Và hai cây hài hàng này em bán với giá là 120.000, quá là rẻ luôn đấy ạ. Và bên này thì là có tất cả ba cây hài hàng này. Cây số 1 này, cây này thì hơi kém nhá. Cây số 2 và cây số 3. Đó. Đây bên này có ba cây em cũng bán với giá là 120.000 cho ba cây này. Đấy. Cây này bị cắt một lá, cây này bị cắt một lá nhưng mà cây này bản lá rất là tròn đẹp nhá. Tiếc là nó cắt một lá thôi. Rồi bên này em có hai phần quế tím, mỗi một phần như thế này, nhiều lắm cô chú anh chị này, không có gãy ngọn nhé, chỉ hơi tóp lá tóp thân thôi. Mỗi một phần quế tím như vậy em để với giá là 50.000 thôi và bán kèm hàng nhé. Bên này em có hai phần bạch nhạn, quá nhiều luôn, mỗi một phần bạch nhạn quá nhiều luôn. Em cũng để lại mỗi một phần bạch nhạn như vậy với giá là 50.000. Hai phần giá hương tam bảo sắc đây ạ. Đây chi chít là nụ luôn nhé, mỗi cái là nó gãy ngọn thôi này. Gãy ngọn thôi nhá, có những cây vẫn còn ngọn này cô chú anh chị này. Mỗi một phần to đùng như vậy này. Đó, rất là to như vậy, nhiều như vậy. Em sẽ bán với giá 100.000 cho một phần. Đó, ngắm mùa hoa này không đã đã rồi chứ còn chưa nói đến là để chơi cho năm sau làm gì. Hiện tại nhiều cây rất là có nụ. Rất là nhiều cây có nụ đấy cô chú anh chị này. Gãy ngọn nhưng mà vì người chơi hoa và đợi nó lên những cái mầm mới nhá cô chú anh chị nhá. Đợi nó mọc lên cây con mới ạ. Cũng có những cây là chưa có gãy ngọn đâu. Và bên này em có một cái combo rất là xinh này, tóc tiên này, một phần tóc tiên của vùng Cao Bằng dài mướt mát đẹp như vậy này. Và một phần trúc mảnh hàng đang nứt nụ nhá cô chú anh chị nhá. Đó, và một phần huyết nhung vàng. Đây, một phần huyết nhung vàng. Cả combo ba loại lan rất đáng sưu tầm này em bán với giá là 150.000.
Và tiếp theo sang bên này là em có một số những hình dáng hương đuôi cáo này, một số giò lan thuần để giao lưu cùng cô chú anh chị. Em xin được giới thiệu từ những cái hình đầu tiên trở đi ạ. Hình số 1 đây nhá cô chú anh chị nhá. Hình số 1 một phần dáng hương đuôi cáo có tất cả là 12 cây, khá là lớn, có những cây xếp xinh lắm ạ. Hình này em bán với giá là 180.000. Hình số 2 cũng 180.000, hình này có tất cả là 18 cây, có những cây bản làng ngắn rụt rụt xinh xinh như thế này. Đó. 180.000 cho hình số 2. Hình số 3 với giá là 170.000, hình này có tất cả là 17 cây luôn nhé, 17 cây cáo xinh như vậy. 17 cây cáo này, 180.000. Hình tiếp theo là hình số 4. Hình số 4 này nhiều, rất nhiều cây xếp V luôn. Hình này có 15 cây thôi và với giá 180.000 nhé. Hình số 6. Hình số 5. Hình số 5 đây ạ. Hình số 5 thì có những cây xếp V luôn này. Về cây khá là lớn, cái lô số 5 này. Lô số 5 này thì có tất cả là 9 cây. Em bán hình này với giá là 180.000 nhá. 180.000 cho hình này đấy ạ. Hình số 6. Hình số 6 này cũng có 8 cây. Em bán với giá 180.000 và hình này thì 8 cây này khá là lớn nhá. Tiếp theo là hình số 7 với giá 160.000. Hình này có tất cả là 15 cây. 15 cây. Hàng không có gãy ngọn nhé, chỉ là hơi nhỏ thôi. Đó, 15 cây với giá là 160.000. Hình tiếp theo hình số 8 với giá 170.000, hình này có 7 cây cáo lớn ạ, 7 cây cáo lớn. Hình số 9 với giá là 160.000 và hình này có tất cả là 16 cây cáo xinh. Đó, lá tròn xe xinh xinh này. Có những cây xếp đẹp như vậy. Hình số 10 với giá 160.000. Hình số 10 đây với giá 160.000 có tất cả là 20 cây cáo nhé, cô chú anh chị nhé. 20 cây cáo giống ạ. Hình số 11 với giá là 190.000, à 180.000. Hình này có tất cả là 19 cây cáo nhé. Đó, có những cây cáo xếp vệ sinh như vậy. Rồi, hình tiếp theo là hình số 13. Hình số 10 à? Hình 13. Rồi, hình 13 nhé, chú anh chị nhé. Hình 12 không biết ở đâu. Hình 13 đi ạ. Hình 13 này thì có tất cả là đây là một giò long tu xuân đang lên mầm gốc này cô chú anh chị này, đang nụ đấy ạ. Giò long tu xuân này em bán với giá 240.000. Và hình số 14 là một giò hoàng thảo vôi mầm gốc chi chít luôn đấy ạ. Về cô chú anh chị đây, hoa tím xinh như vậy này. Đang có một số bông hoa nhá. Hình này em bán với giá là 190.000. Hình số 15 cũng là một giò vôi. Hôm nay sổ bông này cô chú anh chị này, tím xinh. Đó. Và hàng này hiện tại đang lên mầm gốc nhá. Và hình này thì em bán với giá là 260.000 cho hình số vôi số 15. Và vôi số và hình một giò duy nhất giả hạc hoa hồng đỏ thôi để cô chú anh chị giao lưu cùng cô chú anh chị để làm giống đấy ạ. Hiện tại thì cũng đang có nụ rồi này. Một dòng hàng mà hoa cực đẹp luôn. Cái giò giả hạc hoa hồng đỏ này em bán với giá 250.000 nhá. 250.000 cho giò giả hạc hoa hồng đỏ hình 16. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị. À, bên này em còn có ít hoa hoàng cam. Hoa hoàng cam đây ạ. Chỗ này ít thôi. Chỗ này chắc khoảng tầm 100.000, hơn 100.000 đổ lại. Em bán với giá là 240.000 cho 1kg. Cái chỗ này thì đó, cô chú anh chị nào lấy khoảng tầm 50.000 chắc được một nửa ở chỗ này.